phát một vào luôn các bạn ạ, không cần nói nhiều. Ok nha, một phát một vào luôn. Đấy, nó mới gọi là đẳng cấp. Chạy đầu kéo tôi chạy quen, nhưng chạy thai cô thì tôi không quen thôi. Chứ còn chạy đầu kéo này tôi chấp. Tôi chấp các bạn ạ. Chạy rất là phê, chạy rất là sướng, đường rất là nhỏ. Hello tất cả các em đã quay trở lại với channel mình. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em về một cái con xe Pháp GH6 bản Open Door. Con này thì động cơ 500 mã lực, 500 HP ấy các bạn ạ. Thì đây là toàn cảnh của cái con xe này, kéo theo rơ móc 45 feet thùng lồng bạt. Đấy, các bạn thấy không? Kinh khủng lắm, dài kinh khủng, sợ luôn. Nhưng mà máy với cả cái con này thì động cơ nó cũng khá là chất chơi. Đấy, hôm nay thì thêm luôn cái trạm xăng dầu Petro. À đúng rồi, đấy, trạm xăng dầu Petro. Đấy, cho nó phê, cho nó đẹp. Đấy, anh em thấy. Ok, cái bản này bản mở cửa. Đây, các bạn có thể thấy là mở cửa đây. Đấy, bây giờ tôi sẽ vào trong, tôi coi cái mức độ mở cửa nó như nào. Đấy, ví dụ tôi muốn đóng vừa vừa rồi các bạn. Đấy, cũng được luôn. Đấy, nói chung là ngày càng update và ngày nó càng ngon hơn rất là nhiều các bạn. Chứ không phải là đùa đâu, thực sự luôn, tôi nhận xét cũng khá là kinh khủng đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, đóng cửa mở cửa rất là hoàn hảo. Ok, nói chung là bản nó cũng chỉ có vậy thôi, không thể nào mà đòi hỏi hơn được. Đây, tôi sẽ mở cửa ra, nhìn ở góc bên ngoài. Đấy, ok anh em. Đây, nhìn góc bên ngoài khá là thực tế luôn. Game ngày càng cập nhật, ngày càng update và ngày càng thực tế. Đấy, thì tiếp theo là tôi sẽ review cho anh em cái map này. Cái map này thì tôi đang exit lại thôi. Đấy, tôi cũng đang exit lại. Đấy, để tôi, hôm nay tôi sẽ chạy tới đây đi. Đây đi, chạy tới đây, ok anh em. Exit lại thôi. Tay lái thuận. Nó là tay lái nghịch, tôi giết lại thành tay lái thuận. Hôm nay kéo rơ móc này đi, đi lấy hàng đi các bạn ạ, chứ không phải là đùa đâu. Ok, rồi bây giờ tôi sẽ trải nghiệm cái con xe này để xem nó như nào. Mở cửa ra phát nữa cho anh em nhìn. Đấy, ui dồi ôi. Đấy, ok, nói chung là cũng ngon phết đấy, chứ không phải là đùa đâu. Đấy, bây giờ thì tôi bắt đầu nổ máy. Đây, bản này thì bản có kèn, nói chung là đầy đủ luôn, xi nhan các kiểu này các bạn. Đấy, ok anh em, bây giờ tôi mới bắt đầu gọi là hành trình trải nghiệm với con xe Pháp GH6. Hôm bữa là trải nghiệm xe 4 chân rồi các bạn, chở hôm bữa trước ấy thì là con 4 chân chở 180 thùng dầu. Nhưng mà hôm nay thì thứ nhất là map mới, thứ hai là xe này mở cửa được này. Nói chung là đầy đủ những cái tính năng mới hơn, vượt trội hơn, update cho anh em hết luôn rồi đấy. Anh em chỉ việc tải về thôi, quá là đơn giản luôn nhá. Ok, ok. Đấy, cái con xe này thì kéo theo cái rơ móc này. Đấy, tôi nói chung rơ móc này cũng khá là nhiều bạn tải rồi, cũng nhiều bạn biết rồi, chứ không phải là bây giờ mới review anh em ạ. Đấy, đấy, xi nhan này tôi mở cho các bạn xi nhan. Đấy, xi nhan nghe tách tách, nghe rất là sướng và thực tế nhá. Ok, cái rơ móc này nó hơi bị dài cho nên tôi cũng phải đi cẩn thận một chút xíu anh em ạ, chứ không gây nguy hiểm cho người ta. Kèm theo cái map này nữa, nó cũng khá là đơn giản. Map của bên nước ngoài. Exit lại, mới exit lại được một đoạn rồi. Nửa, 50% rồi anh em ạ. Đấy, thì tôi được bao nhiêu thì tôi sơi bấy nhiêu. Review trước cái đã anh em. Đấy, tít ở dưới cơ, nhưng mà hôm nay chạy cái đoạn này đi. Đoạn dưới làm đang dở dang, bất công nó lại lỗi. Đấy, đoạn này thì chắc là nó ngon hơn nhiều. Xe thì các bạn mod thêm traffic vào nhá. Tôi thì như tôi cũng chưa có mod traffic cho nên là xe nó không có được đông cho lắm, nó khá là đơn sơ thôi.
anh em nào thích thì có thể tăng traffic nó lên đấy, chạy ít cho nó đỡ bối rối, muốn nhiều khi muốn chạy nhanh nhưng mà nhiều xe quá chạy không nổi anh em ạ, cũng khổ. Ở đây là một cái chợ, tôi sẽ vào đây mua ít đồ cái đã các bạn ơi, làm chai nước cho nó tỉnh ngủ đấy, như thật này các bạn đấy. Làm chai nước thì xuống mở cửa cái đã, mở cửa không sao không sao, rồi xuống làm chai nước đây, tiệm tạp hóa này các bạn đấy, các bạn thấy không, rồi buổi xin nhang ảo thế nhở. Và bây giờ tôi đóng cửa cái đã, đây các bạn thấy không, xin nhang ảo thật sự đấy. Ôi rồi giờ mới thấy, nãy giờ không để ý, giờ mới để ý đấy các bạn đấy, xin nhang rất là ảo nhá. Đó, rồi ok, hình như cũng chiều tối rồi bắt các bạn ạ. Ok, chúng ta tiếp tục hành trình thôi. Đấy, anh em thấy không? Rất là thực tế nhá. Đấy, xe rất là êm, động cơ. Cái bản này bản mới update, động cơ rất là ngon luôn. Chơi được cả 1.41 luôn nhá. Nhưng mà 1.41 thì tôi cũng chưa có thử nhiều, tôi cũng chưa chơi nhiều nên tôi cũng chưa biết là nó có phát sinh lỗi gì không. Nhưng mà theo nhà sản xuất thì theo cái người update thì họ đã test trên 1.40 và tôi cũng đã đang test trên 1.40, còn 1.41 thì tôi mới thử thôi. Nói chung là cũng hoạt động đang khá là ok đấy anh em ạ. Còn lại thì không biết có lỗi gì không, có bị lỗi đèn file gì không thì tôi cũng chưa test hết. Đấy, ok anh em. Chiều tối rồi chắc cũng hơi bị tối đấy các bạn ạ. Chạy map này thì cũng khá là đơn giản, đơn sơ, không có gì cầu kỳ hết. Map thì đường khá là nhỏ, các bạn thấy không, đường rất là nhỏ luôn, hình như là vào tới đây mới bắt đầu thành phố nó đông lại, mới nhộn nhịp lên này. Còn cái đoạn vừa nãy thì chả thấy cái gì, chả thấy xe. Rõ ràng tôi cũng để cái traffic là 5, mặc định của nó là 1, tôi để lên 5, cao nhất là 10 đấy. Anh em muốn để bao nhiêu cũng được, cao nhất là 9 chứ 9.9, tôi lộn mất. Chưa, không lên được 10 đâu, 9.9 thôi. Anh em có thể để traffic cao lên nữa cũng được, max setting luôn cũng được, không sao hết. Ôi, đèn nháy các bạn thấy không, đèn nháy rất là thực tế này. Kìa, chạy chậm quá, con xe con mà chạy chậm thực sự luôn. Bắt đầu đèn pha bắt đầu mở rồi đấy các bạn. Đấy, mở đèn nhìn nó sáng hẳn luôn đấy. Mà đạp khá là phê đấy các bạn. Còn đoạn dưới nữa, đoạn dưới thì nó khá là thú vị đấy, tôi chưa kịp review đâu, tại vì tôi chưa kịp exit hết. Đoạn dưới thì có rất là nhiều cái thú vị hơn, để bữa sau tôi sẽ review cái đoạn dưới cho anh em. Đấy, đoạn dưới thì ngon lắm, nói chung đoạn dưới map nó nhìn nó được lắm. Cái map này của Indo mà, nó làm Việt hóa, à mình chỉ Việt hóa nó lại thôi, cho nên là nó cũng khá là ngon, không đến mức độ tệ đâu các bạn ạ. Xe chạy rất là êm luôn các bạn. Đấy, nhiều khi ấy, tôi cũng thấy sợ sợ quay video nó, máy tôi cũng không phải là máy mạnh, cấu hình nó cũng không phải là cao, chỉ gọi là cấu hình tầm trung thôi, nên nhiều khi quay tôi cũng sợ nó lắc thì các bạn ạ, chứ cũng không có ý gì đâu anh em. Đấy, anh em phải thông cảm cho tôi. Đấy, tôi có sao nói vậy anh em hiểu không, đấy chứ không phải là nói xạo. Thì thấy mẹ luôn. Xe này vượt không kịp luôn các bạn, vượt hơi bị đuối.
đêm thì nó khá là nhộn nhịp đấy các bạn, đèn đĩa các thứ nó khá là sáng, làm chói người ta rất là sướng luôn, cảm giác như thật đi các bạn. Lâu lắm rồi tôi mới quay vào buổi tối đấy các bạn ạ. Nhưng mà quay vào buổi tối thì nó khá là thú vị, nó khá là đẹp đấy. Thực tế luôn đấy các bạn, không có ảo đâu nhá. Có cái là có thể cái mod ông này ông ấy làm hơi bị lố thôi. Sáng đúng không các bạn? Đấy. Tôi nghĩ tôi để tầm này đi. À các bạn biết vì sao không? Đấy, đèn nó sáng cực kỳ luôn. Nói thực sự luôn. Các bạn biết vì sao mà lỗi như này không? Ok. Bây giờ thôi, để bữa sau đi. Bữa sau tôi sẽ chỉ anh em. Tại vì đang chạy mất công. Cái lỗi này tôi biết. À, bữa sau tôi sẽ chỉ anh em nếu mà anh em nào bị cái lỗi như này đấy, này đèn nó sáng như này này đấy các bạn mà bị cái lỗi như này ấy, thì để bữa sau nhé, bữa sau tôi sẽ chỉ cho anh em, tôi biết cái lỗi của nó rồi. Nhưng mà tôi thôi tăng lỡ quay nên thôi anh em chịu khó ạ. Quay đi rồi bữa sau tôi sẽ chỉ, bữa sau anh em nào mà tôi mà quên anh em nhớ nhắc tôi nha, tôi sẽ chỉ cái lỗi này cho anh em, anh em nào không biết thì có thể hỏi tôi sẽ chỉ cho. Ok anh em. Và bây giờ đang ở trong video tôi đã đang lỡ quay rồi. Thoát ra rồi chỉ nó kiểu đang trở ra. Làm video này làm một cái cho nó cố định anh em ạ. Ok. Làm khá là phê. Chạy vào buổi tối thì nó hơi bị tối một chút anh em. Nhưng mà nó lại sướng. Chạy vào ban đêm tôi thích chạy. Tại vì đầu kéo luôn luôn là chạy vào ban đêm, ban ngày ít chạy lắm. Ban ngày mấy khi đâu. Xe toàn chạy đêm, chạy đêm thì nó chạy dã man lắm các bạn ạ. Chạy phi như là cái gì luôn. Đây tôi set time 11 đi. Đấy, 11 cho nó sáng anh em. Đấy em thấy không? Cắt đẹp đi nhỉ. Ok. Đấy ban ngày thì nó hơi rõ rõ hơn. Đấy chạy ban đêm thì nó hơi tối. Nhưng mà cái lỗi đó để bữa sau tôi sẽ khắc phục cho nha. À, hôm nay lỡ rồi. Và cái ông này đề ba nó đã khó rồi mà ông này còn chạy chậm như vậy, ai người ta chịu cho nổi trời. Máy êm thực sự luôn các bạn. Để tôi mở cửa. Nguy hiểm các bạn. Này nó hơi bị nguy hiểm đấy. Này mà va quẹt vào người ta chết thôi. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Mình dừng lại nhé. Dừng lại cái trò chơi mạo hiểm mở cửa như này. Dừng làm cái gì trời? Dừng không có giải quyết được việc gì đâu trời. Cái con xe này sướng phết đi nhỉ. Đây là trường dạy lái xe Thaiko thì phải các bạn ạ.
đúng rồi, thay cô trường Hải này đấy, ở đây trường dạy, cho nên là trường dạy hay là công ty gì đó các bạn, nên nó khá là đông. Nãy giờ bị kẹt ở đây thôi các bạn ơi, chứ không có kẹt đâu hết, thôi kệ nó đi đúng không anh nha. Ok, chúng ta tiếp tục hành trình thôi. Tôi thấy rồi, thấy ông nội rồi. Vượt ẩu cái kiểu đó là có ngày chỉ có đi thôi các bạn ạ, rất là nguy hiểm nha. Ở đây có thêm một cái CBS nữa cho anh em, anh em cứ yên tâm. Ở đây có hình như có một thêm cái chợ này, cái chợ nhỏ này các bạn, chợ Tự Phát đấy. Ở đây có một cái chợ nữa, khá là ok đấy. Cái này nó bật xi nhan làm gì nhỉ, kiểu khiêu khích mình hay sao ấy các bạn. Vượt thứ sáu, trời ơi, cái này là rất là đơn giản luôn, vượt không có gì khó hết các bạn. Rất là phê. Xe chạy rất là phê nha các bạn, chạy rất là thực tế luôn, vô lăng rất là cứng cáp. Ok, sau một chặng đường dài thì cuối cùng tôi cũng đã tới cái điểm mà tôi mong muốn rồi các bạn ạ. Này, tôi sẽ vào đây xem có cái gì hot không. Anh em thấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? Có thể là cái đoạn kia tôi quên, tôi chưa có chỉnh sửa, nó bị lỗi kìa anh em ạ. Để bữa sau tôi sẽ sửa lại cái đó. Là anh em phải chơi, nói chung là phải làm xong rồi tôi cũng phải chơi rồi trải nghiệm rồi test các thứ nữa các bạn, không phải tự dưng mà. Ở đây là ở đâu đây ta, đây là bến xe Liên Tỉnh này, bến xe Liên Tỉnh à. Ok, hình như bến xe nó đâu có cho đầu kéo vào đâu ta, thôi tôi đi ra ngoài nhá, sorry anh em, tôi nhớ bến xe đâu cho đầu kéo vào đâu. Đây là gì đây? Bến xe Liên Tỉnh này các bạn. Đó. Ok, tôi kệ nó đi. Rồi xong tôi rồi. Cái chỗ kia bị lỗi rồi các bạn. Chỗ kia hình như là chưa có sửa kìa hay sao ấy, nó bị lỗi kìa các bạn ơi. Thôi xong rồi, đạp hơi bị quá tay ga à, chân ga các bạn. Ok anh nha, để hết cái chỗ đoạn kẹt xe này cái đã các bạn ạ. Ôi kẹt xe ghê thế. Bao giờ mới tới xe mình đây?
cái đoạn kia là tôi chưa có sửa cho nên là nó đang bị sự cố cái đoạn vừa nãy ấy. Các bạn tôi chưa kịp edit hay sao, hay là tôi không để ý cái đoạn này đấy, cho nên là nó xảy ra cái hiện tượng như vậy. Thì đấy, chơi rồi các bạn, chơi rồi các bạn mới biết, biết rồi các bạn mới biết lỗi để các bạn sửa, các bạn exit nó lại, ok anh em. Còn nguyên cả chặng đường thì không sao rồi, chỉ có mỗi cái đoạn này thôi, đoạn này nó có vấn đề các bạn, cho nên là tôi cũng sẽ khắc phục trong thời gian sắp tới. Sắp tới làm map thì khắc phục thôi. Có không bị à? Xe tính không đi à các bạn ơi? Ủa? Mấy ông tính nhường đường tới bao giờ đấy? Ủa? Xe này nó không đi. Ok anh em, không đi thì tôi cũng phải đi thôi các bạn ạ, chứ không còn cách nào nữa. Ôi trời. Ok anh em, nói chung là cái đoạn này nó hơi bị khó, tôi ấy nó chưa hết lỗi nên là tôi sẽ mạo phép bay nhanh cho anh em đấy, bay nhanh qua cái đoạn này đi. Đáng tính vào đây review cho các bạn thêm nữa mà ai ngờ lại dính vào mấy cái này. Để bữa sau thì tôi sẽ exit lại cái đoạn đó, cái đoạn đó tôi cũng không để ý, nhiều khi làm ấy nó nhiều quá đâu có để ý đâu các bạn. Ok nha, nói cho bà qua cũng khá là ok phết đấy. Khá là vừa luôn các bạn, vừa vặn đến từng gọi là centimet. Đấy, ui dồi ôi, cái map này nó mới gọi là phê, cái đường này nó mới gọi là xuống này các bạn. Phải đi vào đây để lấy hàng đấy các bạn ơi, khổ lắm. Ok, ok anh em nhá. Cho mà tôi tới đây thôi. Đấy, tôi về tới nhà, nhà tôi ở đây. Đấy, để tôi kiếm chỗ nào tôi chui nó vào cái đang anh em ạ. Ở nhà mà không có chỗ nào để chui vào thì chết, nhục, nhục lắm các bạn ạ. Mà mỗi lần quẹo ở đây thì tôi đang gọi là rất là đau đầu. Vẫn chưa thấy cái xe nào, cái chỗ nào nó to to để đậu các bạn. Đậu ở giữa đường này chết, người ta nói tôi chết. Chưa kiếm được chỗ nào anh em ơi. Chắc phải ra ngoài đấy. Chỗ này chưa có kiếm được. Khó khăn thế nhỉ. Kiếm cái đường mà cũng khó khăn. Dẫn tôi đi đâu đây? Dẫn tôi đi đâu đây nhỉ? Ủa, cảm nhận chạy cái đường này nó mới xuống này các bạn. Đúng chất là xe đầu kéo mà chạy đường này thì chùa hơi giật một chút các bạn. Ây da, dính cựa rồi các bạn ơi. Úi giỏi rồi. Bạn thấy gì chưa? Nhún nhảy nhảy nó mới phê. Ok nghe. Ui thôi mẹ.
Ơi, cái này sao vào ta? Một phát một vào luôn các bạn ạ, không cần nói nhiều. Ok nha, một phát một vào luôn. Đấy, nó mới gọi là đẳng cấp. Chạy đầu kéo tôi chạy quen, nhưng chạy thai cô thì tôi không quen thôi. Chứ còn chạy đầu kéo này tôi chấp. Tôi chấp các bạn ạ. Chạy rất là phê. Chạy rất là xuống, đường rất là nhỏ. Ui, đường nhỏ quá các bạn ơi. Chạy mà run thật. Và những cái đường này cũng phải cẩn trọng hết đấy các bạn. Không có đùa được đâu. Thật tim cái pha đó các bạn. Ở đây là gì đây ta? Ở đây là... Thôi kệ đi, tôi đi tới đây rồi. Đang ở chỗ chợ tôi cũng không muốn dừng. Tôi lên tới đây rồi dừng các bạn ạ. Trải nghiệm tiếp. Đấy, đường nhỏ như này. Đấy mới gọi là map nông thôn trực cống như các bạn. Ui mẹ ơi, đoạn này hơi là cần phải suy nghĩ đấy các bạn ạ. Không đùa được đâu. Mày quá không sao. Đây, hình như tôi tính đậu ở đây nhỉ. Đây là một cái nhà cao cấp thôi. Mình không nên nhờ nhà người ta các bạn ơi. Mình phải đi kiếm nhà của mình. Ui, đường nhỏ chạy nó khó thực sự luôn. Ghê thật đấy. Đấy mới gọi là đẳng cấp đây các bạn. Chạy bát bát tay như vậy thì các bạn. Cái gì đây trời? Thôi kệ nó đi nha các bạn, tôi lại tiếp tục hành trình. Trải nghiệm cái map này nó phê quá anh em ạ. Sướng thực sự luôn. May là tôi exit lại, còn sót cái đoạn kia nó hơi bị chủ quan, tôi cũng không để ý. Đấy, thế nên là chủ quan cái đoạn đó. Còn lại thì là ok hết rồi anh em. Cành góc với các thứ rất là chuẩn nha. Ở đây là bến xe Phú Yên này. Cái hôm bữa tôi chụp ở đây này anh em ơi. Đấy, tôi chụp ở đây này. Đấy, các bạn thấy không? Tôi chụp ở đó đó. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi phải kiếm cái chỗ để đậu xe cái các bạn ơi. Tôi nghĩ là ở đây là hợp lý. Kiếm cái nhà để đậu cái đã các bạn ạ. Rồi ở đây đường nhỏ, không có chỗ để đậu ấy các bạn ơi. Ok anh em, tôi sẽ lùi vào đây đi. Dù gì cũng không có chỗ rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ lùi vào đây các bạn. Nói thì nói vậy chứ lùi cũng khá là khó khăn đấy. Ok. Mình xích xích chút nữa nha các bạn. Có gì xíu đi ra còn dễ các bạn. Mỗi lần lái mà lùi cái đầu kéo là tôi ám ảnh rồi.
Ok. Đây, tôi đậu sát vào đây, ok nha. Đấy, rồi tôi mở cửa, cái nào nóng quá anh em ạ. Mở cửa bước xuống. Ê, ê, ê. Đụng 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 hàng rồi, đụng hàng rồi. Mở vừa vừa thôi. Đấy, mở tầm này thôi các bạn ơi. Đấy. Rồi. Chuẩn không cần chất nha các bạn. Ok nha. Nói chung mà con xe này cũng khá là phê. Đấy, anh em nào thích thì có thể tải về. Đấy, còn bây giờ thôi tôi dừng cái clip đây thôi và cảm ơn tất cả anh em đã coi video của mình. Hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nhá.